Quái Oam như Ngân 98 và Lương Bằng Quang mua giống người nước ngoài để con không giống bố. Sau cuộc tình 6 năm, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đang rục rịch chuẩn bị hôn lễ với những bộ ảnh cưới lung linh, cả hai cũng đã lên kế hoạch cho việc sinh con đẻ cái và cuộc sống hôn nhân sau này. Dù yêu nhau là thế đấy nhưng cặp đôi này lại có suy nghĩ táo bạo khác bọt về việc sinh con, đó là muốn lấy giống người nước ngoài để con không giống bố. Ngân với chú Quang đang có ý định qua nước ngoài để mua linh trùng về cấy, sinh ra con da cho nó đẹp, Ngân sợ đẻ con giống chú Quang hồi chưa thẩm mỹ sợ lắm.